Quân, lời nói đầu tiên Dũng Thơm xin chào cô chú với anh chị, cái một năm mới thật là hạnh phúc bình an. Bữa nay Dũng Thơm lời cúng tang lễ của ông Huỳnh Văn Tài viên tịch vào lúc 19:00 ngày 5 tháng 2 2022, thì âm lịch thì nhằm ngày 5 tháng 1 năm 2022 nhâm dần. Thì ông Huỳnh Văn Tài thì cũng nhằm xuôi gia với gia đình, xuôi gia với mẹ, thì sẵn dịp Dũng Thơm là đây cúng và mai thì cũng đưa đi an táng tại nơi ăn nghỉ. Thì Dũng Thơm cũng được yêu một chút cho cô chú với anh chị bạn bè mình cùng theo dõi. Dũng Thơm cũng xin chúc bà con cô bác mình, anh chị em mình có một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Xin mời tất cả cô chú với anh chị mình cùng theo dõi với Dũng Thơm TV. Dũng Thơm TV xin cảm ơn cô chú với anh chị rất nhiều, mời mọi người cùng theo dõi với Dũng Thơm TV. Xin mời. Yeah.
Bên kia ai vậy? Chú bé không được đâu, chú bé xuống đi, chú bé cái tay đâu, chú bé xuống hỏi nghiêm dữ lắm. Kéo đứng lên đi. Ở chơi ở cái đầu á con. Để chính nha. Rồi khoan ở đó được rồi. Ừ. Mày giữ lại con.